Chào mọi người, hôm rằm tháng 7 bếp nhỏ có làm món chay mà mãi hôm nay mới ra clip được nè. Cùng bếp nhỏ làm món cà tím nhồi đậu chiên giòn nghen. Nguyên liệu gồm có cà tím, cà rốt, nấm mèo hay nấm gì cũng được, hành tím hoặc hành poireau. Đậu hũ trắng khoảng 280g, hỗn hợp bột chiên giòn. Đầu tiên, bỏ 1/2 muỗng cà phê muối và thau nước để ngâm cà tím sau khi cắt, giúp cà tím ra bớt mủ và không bị đen. Cắt cà thành từng lát tròn, mỗi lát cà lại có hai lớp còn dính với nhau. Bây giờ ta chuẩn bị phần nhân. Đậu hũ trắng bóp nhuyễn, thêm vào cà rốt cắt hạt nhuyễn, nấm cắt hạt nhuyễn, nêm nếm gia vị gồm 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 2 muỗng cơm nước tương, 1 muỗng cơm đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu và sau đó trộn đều. Cà tím ngâm khoảng 5 phút thì vớt ra để ráo, sau đó nhét phần nhân vào giữa. Nhét vừa đủ, không để nhân lồi ra ngoài quá nhiều nha. Kế tiếp, ta chuẩn bị hỗn hợp bột chiên giòn. Nếu không có bột làm sẵn, mọi người có thể pha theo tỷ lệ như sau: 5 phần bột gạo, 1 phần bột năng, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 chút bột nghệ nếu muốn có màu vàng đẹp, và đổ nước từ từ vào trộn cho đến khi hỗn hợp có độ sền sệt như thế này nè. Bắc chảo dầu lên bếp để lửa vừa, dầu nóng thì cho các lát cà đã nhồi áo qua hỗn hợp bột chiên giòn, rồi nhanh chóng thả vào chảo dầu. Chiên giòn và vàng đều cả hai mặt thì lấy ra để trên đĩa cho ráo dầu. Bây giờ ta chuẩn bị hỗn hợp nước sốt. Bắt nồi lửa trung bình cho ít dầu vào và cho hành tím cắt nhuyễn vào phi thơm. Nếu không dùng hành tím thì chúng ta có thể sử dụng hành poireau, đổ vào 70ml nước lọc, 30ml nước tương, 1/2 muỗng cơm đường, 30ml nước lọc với 1 muỗng cà phê bột năng hoặc là bột bắp, quậy cho tan rồi đổ vào phần nước sốt trong nồi, quấy đều tay cho đến khi hỗn hợp sền sệt thì tắt bếp. Đổ ít nước sốt ra đĩa. Xếp cà tím đã chiên lên nước sốt. Rồi lại rưới ít nước sốt lên bề mặt của cà. Có thể rắc thêm ít hành, tiêu, ớt và mè rang cho thêm phần hấp dẫn. Chúc mọi người thành công và ngon miệng nha!